Nghiễm. Con đăng ký Nghiễm thì con xin hiểu đó là cái đơn vị tính của Đức Thế Tôn ngày xưa đấy. Thì con cũng vừa nói là đó một cái đơn vị dài thì con cũng nói như thế. Thế Tôn không là gì cả. Đó là thì con họ hỏi như thế thì con cũng nói như thế. Tùy duyên trả lời thôi. Tùy duyên thì không có ai hỏi, họ hỏi đi từ đâu tới, đi tới đâu rồi đi có mệt không rồi họ hỏi như thế. Rồi có khách nước thì họ cho chai nước rồi họ mang bánh tới như thế chứ. Họ cũng có hỏi. Rồi họ xin chụp cái hình, chụp ảnh. Rồi cái gì như thế thì nói chung là tùy theo họ, theo cái sở thích của họ đấy. Tùy duyên đấy. Dạ, duyên của họ. Chứ không phải là vì nó đi để mục đích mình quay để nổi tiếng cái gì hết. Đây là cái mình trước cái duyên ngày xưa năm 2000, cách đây 6 năm con đã đi rồi. Đó, 6 năm con đã đi như thế này là lần thứ tư đấy. Thì con mới đi bộ hành chứ con không phải là đi để được nổi tiếng. Nhưng mà 6 năm trước là thầy đi chắc không nhiều người biết nữa. Không, không có ai biết cả. Đi họ tới xin để họ mới cho hay là tới dừng lại để họ mới biết. Họ cho về cũng một số mà người ra miếng đạo ấy, người ta cho mà ít thôi, không có nhiều như này. Giờ thì người ta biết nhiều. Lần thứ tư này thì cái kênh truyền thông ấy, họ biết. Họ truyền tải thì con nói là cái gì, YouTube hay là cộng đồng mạng ấy, rất là tài giỏi. Thứ hai, tới đâu họ biết tới đấy. Một người biết cái mình đi tới đâu là họ cũng biết đi tới đâu rồi. Hay là người này gọi đi người kia, thông tin người kia. Nói chung là nó rộng rãi khắp nơi ấy.